Không phải ngẫu nhiên mà từ xưa đến nay, người ta coi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt không chỉ đơn giản là nhãn quan, mà còn là thứ vũ khí sắc bén nhất của mỗi người. Cũng bởi vậy mà việc có một hàng mi dày, dài và cong vút luôn luôn là điều phái nữ mong muốn. Nếu như ngày xưa người ta chọn cách chuốt mascara hay gắn mi giả cho đôi mắt thêm to, mi thêm dày, thì ngày nay, hàng loạt các cách thức làm đẹp khác được ra đời như uốn mi, nối mi 2D, 3D, tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Thưa quý vị, ngoài chức năng che chắn, bảo vệ, lông mi còn là điểm nhấn giúp cho đôi mắt trông to, đẹp và quyến rũ hơn. Do đó, để có được hàng mi công phu và gợi cảm, nhiều bạn gái đã chọn cách nối mi để đôi mắt trông hút hồn hơn. Thêm vào đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là một phương pháp can thiệp đơn giản ở bên ngoài, nên rất nhiều chị em đã tìm đến và thực hiện. Có người đeo bộ mi được dặm nối kỹ lưỡng hay cứ cách vài tháng là đi thẩm mỹ một lần để tân trang. Nên mới nói đây là một xu hướng luôn được phái đẹp yêu thích và chưa có dấu hiệu lỗi thời. Uống lông mi cũng tương tự như uống tóc. Dưới tác dụng của thuốc, lông mi của bạn sẽ cong trong khoảng 3 tháng. Sau đó, lông mi sẽ duỗi dần và trở về hình dạng ban đầu. Khác với uống, nối mi là một phương pháp làm dài lông mi bằng cách nối một sợi mi từ bên ngoài vào chính sợi mi thật bằng một loại keo dính đặc biệt. Hiện nay do nhu cầu làm đẹp tăng nên dịch vụ nối mi, uốn mi cho phụ nữ ngày càng nở rộ. Cùng với đó, các cơ sở nối mi, uốn mi cũng tràn lan một lên. Dân là phụ nữ, ai cũng muốn sở hữu đôi mắt đẹp hơn với đôi mi cong dài. Vì vậy, nhiều người đã nhờ đến dịch vụ uốn nối mi. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cơ sở uốn nối mi đã theo đó mà cũng tăng lên một cách chóng mặt. Tin vào lời quảng cáo hay rủ rê từ bạn bè mà phó mặt cửa sổ tâm hồn cho những cơ sở kém chất lượng. Chính điều này đã ẩn chứa những nguy cơ làm hư hại đôi mắt, thậm chí là mù vĩnh viễn. Chúng tôi có mặt tại một tiệm làm mi trên đường Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận. Tại đây, khi khách yêu cầu được uốn mi, chủ cửa tiệm mang ra những dụng cụ uốn mi rất thô sơ, chỉ gồm khuôn, nhíp. Điều đáng nói là những dụng cụ này đều không được vệ sinh trước khi sử dụng. Thậm chí, chủ tiệm cũng không rửa tay trước khi thực hiện cho khách. Thuốc để uốn mi cũng là một thứ thuốc có mùi nồng và gây cay rát khi sử dụng. Để tìm hiểu về thứ thuốc sử dụng để uốn mi và nối mi, phóng viên chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến chợ Kim Biên, nơi được cho là bán những sản phẩm dụng cụ nối mi, uốn mi. Em lấy keo nối mi lại cay hơn không cay? Lại cay là sao? Tức là cay là khi mà để vô mắt khách là nó cay. Còn nếu mà không cay thì nó giảm độ cay thôi, nó bớt cay. Và giá nó như thế nào, nó trên bao nhiêu chị? 220 với 160. Và có lẽ chính loại thuốc bán với giá 160.000 đồng, không nhãn mác, không nguồn gốc và không hạn sử dụng như thế này là thủ phạm gây nên những tổn thương nghiêm trọng cho mắt mà hầu như các chị em khi làm đẹp đều không để ý đến. Em cũng thấy các bạn đi làm thấy có vẻ đẹp cho nên là em cũng đi uống mi theo. Nhưng mà đến cái chỗ đó thì người ta dùng cái thuốc gì mà em ngửi thấy nó có mùi như kiểu mùi thuốc dụng tóc á. Lúc đó thì cũng thấy hơi rát một chút. Sau thì về nhà thì mới thấy ngứa. Ngứa thì thấy mắt nó sưng vù hẳn lên. Sau đó em đến bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ bảo là em bị viêm kết mạc mắt. Viêm kết mạc không phải là trường hợp rủi ro duy nhất khi nối mi. Trước đó trên một số diễn đàn internet, nhiều chị em đã không khỏi hoang mang khi chia sẻ những hình ảnh mắt bị đỏ đục, sưng phù khi nối mi ở những cơ sở kém chất lượng. Điều đáng nói là những biểu hiện trên rất có thể từ một loại keo được sử dụng trong nối mi, trong đó có chứa chất formaldehyde. Loại hóa chất có thể gây dị ứng, dẫn đến nhức, bỏng rát và phát ban khi tiếp xúc. Đầu năm 2018, thống kê của Viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số bệnh nhân đến điều trị viêm mi mắt do dị ứng thuốc ngày càng nhiều, cá biệt có tuần lên tới 20 đến 30 người. Như vậy có thể thấy phương pháp làm đẹp nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nối mi có thể giúp bạn có đôi mắt đẹp hơn, nhưng cũng có thể khiến đôi mắt bạn gặp nạn. Dù công nghệ làm đẹp ngày càng tiên tiến và hiện đại, thế nhưng không có gì là đảm bảo. Do đó, để an toàn cho bản thân, các chị em nên chọn những cơ sở có uy tín, đừng vội chạy theo những xu hướng nhất thời, để rồi tiền mất tật mang. Và thay cho lời chào tạm biệt ngày hôm nay, Huỳnh Như xin được gửi đến quý vị những lưu ý cho chị em đang có ý định làm đẹp cho cửa sổ tâm hồn. Lựa chọn cơ sở uốn mi, nối mi an toàn, chất lượng. Sau khi uốn mi, nối mi, không rửa nước lên phần mắt vì nước có thể làm keo mất độ kết dính. Thay vào đó, hãy dùng bông tẩy trang thấm nước lau và rửa nhẹ vùng mắt. Nói không với vùi mắt, hành động này có thể khiến keo dán dính vào mắt của bạn, gây đứt gãy phần mi giả hoặc làm lệch sợi mi đã dán, uốn. Không chải mascara và tẩy trang lông mi.
nên đeo kính khi ra đường vì nó sẽ giúp bảo vệ đôi mắt tránh được bụi, đồng thời giúp mắt dễ chịu hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bị ngứa, sưng rát khó chịu, hay nhanh chóng tới gặp bác sĩ để được tư vấn điều trị.